vào đất Hà Nội, đoàn siêu xe Cường Đô La dẫn đầu bị cảnh sát giao thông rờ gáy. Bộ đôi siêu xe Lamborghini Huracan trong đoàn siêu xe do Cường Đô La dẫn đầu tham dự sự kiện Kha và Passion đã bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe nhắc nhở. Chiều ngày 2 tháng 3 trên đường Phạm Hùng, Hà Nội xuất hiện đoàn siêu xe xếp thành hàng dài di chuyển trên đường khiến nhiều người đi đường choáng ngợp. Được biết, đây là đoàn xe tham dự sự kiện Kha và Passion do doanh nhân Nguyễn Quốc Cường dẫn đầu. Tuy nhiên, khi đoàn siêu xe đi qua nút giao thông Phạm Hùng với Trần Duy Hưng, đại lộ Thăng Long, thì bộ đôi siêu xe Lamborghini Huracan trong đoàn đã bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe. Thông tin với báo chí, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, trong lúc các chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao Phạm Hùng, Trần Duy Hưng đã phát hiện hai chiếc siêu xe không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, đơn vị chỉ nhắc nhở phương tiện chú ý quan sát đường chứ không xử phạt hành chính. Sau đó, hai chiếc xe trên tiếp tục di chuyển. Hành trình siêu xe Kha và Passion 2018 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 3 năm 2018 với 4 chặng khác nhau bao gồm Hà Nội, Sapa, Lào Cai, Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng. Sự kiện này sẽ có khoảng 20 siêu xe và xe thể thao đình đám tham dự, trong đó vẫn có sự xuất hiện của nhân vật quen thuộc là doanh nhân Cường Đô La và nam ca sĩ Tuấn Hưng. Ô tô nhập khẩu thuế 0% về Việt Nam, giá xe giảm ngay 200 triệu đồng. Ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ khu vực ASEAN với thuế suất 0% chuẩn bị cập cảng Việt Nam, ngay lập tức các đại lý đã chào giá xe mới giảm tới hơn 200 triệu đồng. Các doanh nghiệp dự kiến đến giữa năm 2018, hàng loạt xe ngoại từ khu vực sẽ đổ về trong nước với mức giá rẻ, chỉ cần bỏ ra 350 đến 500 triệu đồng là có thể sở hữu một chiếc ô tô nhập khẩu thương hiệu Nhật Bản. Vương mắc đã khai thông. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VMA cho biết Bộ Giao thông Vận tải đã chấp nhận mẫu giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô do chính phủ Thái Lan cung cấp cho xe xuất khẩu từ nước này vào Việt Nam. Như vậy, vương mắc lớn nhất khiến cho xe nhập khẩu thời gian qua không thể về Việt Nam đã bắt đầu được giải quyết. Ông Phạm Anh Tuấn, trưởng tiểu ban chính trị VMA cho biết Thái Lan là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô cho xe xuất khẩu và tất cả các doanh nghiệp nhập khẩu xe về Việt Nam đều đã nhận được giấy này. Ngay sau khi có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại từ cơ quan chức năng Thái Lan, các doanh nghiệp đã tiến hành ngay việc nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Một số nguồn tin cho biết Honda Việt Nam đã nhập khẩu lô hàng khoảng 2.000 xe các loại và hàng sắp cập cảng. Thông tin từ Honda Việt Nam từ tháng 3 năm 2018, có 4 mẫu xe gồm Eiko, CRV, Z Civic sẽ được nhập khẩu trở lại, nhưng phải đến tháng 5 năm 2018 mới có thể giao nhận cho khách hàng. Theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam sẽ phải thực hiện kiểm định theo lô, thời gian kiểm định động cơ, khí thải sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Như vậy, nếu ô tô nhập về cảng vào tháng 3 năm 2018 thì phải tới tháng 5 năm 2018 mới có xe để giao cho khách hàng. Các doanh nghiệp như Ford, Suzuki, GM Việt Nam cũng đang ráo riết tiến hành nhập khẩu ô tô từ Thái Lan, trong đó mẫu pick-up được ưu tiên nhập khẩu giai đoạn này. Tiếp sau Thái Lan, các doanh nghiệp cũng đang chờ đợi giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại từ các cơ quan chức năng của Indonesia, Malaysia để nhập khẩu một số mẫu xe chủ lực. Theo ông Phạm Anh Tuấn, như vậy, xe từ khu vực ASEAN sẽ không gặp trở ngại khi vào Việt Nam nữa. Tính toán của các doanh nghiệp cho thấy những mẫu xe được hưởng thuế suất nhập khẩu 0% về nước sẽ rẻ hơn xe cùng loại sản xuất lắp ráp trong nước. Ngoài việc được hưởng thuế suất 0% thì xe có dung tích xi lanh dưới 2.0L cũng được giảm thêm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt nên giá cũng giảm. Đây là cơ hội để những mẫu xe nhỏ giá rẻ thâm nhập thị trường Việt Nam thời gian tới. Mỗi lô xe nhập về có tối đa khoảng 400 chiếc. Các doanh nghiệp cho hay sẽ cố gắng nhập lô đủ lớn để giảm chi phí kiểm định. Những mẫu xe nhỏ giá rẻ có doanh số bán lớn đều đã được các doanh nghiệp chuẩn bị để nhập về Việt Nam. Xe nhỏ giá rẻ sắp về.
Toyota sẽ đưa về Wigo và Rush. Đây là hai mẫu xe nhỏ giá rẻ được nhiều người chờ đợi. Từ cuối năm 2017, các đại lý Toyota Việt Nam đã chào mời khách hàng đặt tiền mua mẫu xe cỡ nhỏ Wigo, giao hàng vào tháng 1 năm 2018. Wigo nhập khẩu có hai phiên bản số sàn và số tự động, giá phiên bản số sàn vào khoảng 320 triệu đồng và số tự động khoảng 370 triệu đồng. Theo các đại lý, đây là giá bán tạm tính khi thuế suất thuế nhập khẩu ô tô từ khu vực ASEAN về Việt Nam giảm còn 0% và thuế tiêu thụ đặc biệt giảm thêm 5% nữa từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Tuy nhiên, sau đó mẫu xe này đã không thể về Việt Nam do vướng quy định giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại. Ngoài mẫu Wigo, Toyota Việt Nam sẽ nhập khẩu thêm mẫu Toyota Rush. Toyota Rush là mẫu xe SUV cỡ nhỏ nhưng có cả phiên bản 5-7 chỗ ngồi. Giá bán lẻ Toyota Rush tại Indonesia từ 18.700 đến 20.000 USD. Honda Việt Nam dự kiến sẽ nhập khẩu BRV từ Indonesia, cũng là mẫu SUV cỡ nhỏ, chia sẻ động cơ với mẫu City, là đối thủ cạnh tranh của Toyota Rush. Với mức giá bán tương đương sẽ làm cho phân khúc này thêm nhiều lựa chọn. Với sức mạnh về nội địa hóa, giá rẻ và đặc biệt quy mô sản xuất lớn, các hãng xe từ Thái Lan và Indonesia có thể dễ dàng thâm nhập vào Việt Nam khi thuế nhập khẩu và các rào cản được gỡ bỏ. Các doanh nghiệp dự kiến từ giữa năm 2018, xe nhập từ ASEAN sẽ gỡ bỏ được các rào cản và sẽ nhập về với mức giá rẻ. Một số đại lý ô tô rất hào hứng cho rằng, đến giữa năm 2018, chỉ cần bỏ ra từ 350 đến 500 triệu đồng là có thể sở hữu một chiếc ô tô nhập khẩu thương hiệu Nhật Bản ở phân khúc hạng A và B, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày. Không những thế, hiện các ngân hàng cũng đẩy mạnh cho vay ô tô với nhiều ưu đãi. Nếu mua một chiếc xe 350 triệu đồng, trong đó chỉ vay khoảng 200 triệu đồng trong thời gian 3 năm, thì số tiền phải trả hàng tháng không lớn. Vì vậy, khả năng lên đời xế hộp nằm trong tầm tay với nhiều gia đình. Có thể thấy, xe nhỏ giá rẻ sẽ là xu hướng lựa chọn của rất nhiều người mua xe hiện nay. Dòng xe này nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong các con phố chật hẹp, thích hợp với tình hình giao thông Việt Nam. Hơn nữa, những mẫu xe này có chi phí vận hành sử dụng thấp, chúng còn được nhà sản xuất không ngừng đổi mới với thiết kế hợp thời trang. Trước tình hình này, cơ quan chức năng đã có động thái để kiểm soát chặt xe nhập khẩu nguyên chiếc. Tổng cục Hải quan mới đây đã có công văn yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra trị giá hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu. Nhiều nhận định cho thấy giá tính thuế đối với ô tô nhập khẩu sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng lên. Với thuế suất nhập khẩu ở mức 0%, việc nâng giá tính thuế một chiếc xe nhập thêm 1.000 USD sẽ làm giá xe tăng thêm khoảng 500 USD.